Hello, hello, Tài chào ông bà cô bác. Đến với đường like video của Tài ở nhà ơi. Rồi ngày mới không có gì hơn, Tài chúc cả nhà mình ngày mới là luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, ngang an lạc nha cả nhà. Rồi Tài đang có mặt ở Tòa Thánh Tây Ninh để làm clip. Thì giờ là cũng thời sáng mới về xong, các đồng đạo một số ra về, còn một số đồng đạo ở lại chuẩn bị là cúng Đức Ngài Giáo Thông nha cả nhà, cúng Đức Ngài Giáo Thông. Thì hiện giờ là các đồng đạo là chuẩn bị tiến về Tòa Thánh để chuẩn bị làm lễ. Rước Đức Ngài Giáo Tông từ Tòa Thánh về Bảo Ân Từ là Phật mẫu ở cả nhà. Lễ cúng trước khi cúng là cũng có lễ nhạc múa lân mã để làm lễ nha cả nhà, để các đồng đạo chức sắc chức việc chuẩn bị đầy đủ về Tòa Thánh, trước Tòa Thánh nha, để làm lễ. Thì Ngài Đức Giáo Tông là Ngài lớn nhất của đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh nha cả nhà. Đây, phía trước Tòa Thánh thì đang chuẩn bị nha. Buổi sáng thì cũng thời mẹo xong, thì bây giờ là có một số thì ra về, còn một số thì ở lại để là dự lễ cúng rước Đức Ngài Giáo Tông của Tôn giáo Cao Đài nha cả nhà. Thì công tác chuẩn bị đón ngày lễ đại lễ 100 năm rất là hoành tráng của Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh nghe cả nhà. Đây các quan chức của Hội Thánh, ban đại diện Hội Thánh và chức sắc chức việc. Có múa lân mã, nhạc tần, nhạc sắc dân tộc ở cả nhà, gọi là nhạc tần và lân mã để cúng rước đón Đức Ngài Giáo Tông. Thì trong thời gian này thì Tài đang tiến về cổng Chánh Môn, cổng Chánh Môn, một cổng lớn của Tòa Thánh và ba bộ tháp của Ngài Đức Hộ Pháp, Đức Thường Sanh, Đức Thượng Phẩm. Đó. Cả nhà xem thấy hay thì cả nhà cho mình một lượt like và một lượt share. Đây, đây là cũng các quan chức đang tiến về Tòa Thánh để làm lễ rước cúng ông. Like cả nhà ơi, cả nhà xem video thấy hay cả nhà like cho mình cả nhà ơi.
like chia sẻ cả nhà. Công tác tổ chức đại lễ rất lớn, cầu đạo là treo khắp nơi ha, trong nội ô của tòa thánh, nơi nào cũng là treo cờ hết, đường lớn đường nhỏ gì cũng treo cờ hết cả nhà. Thì mời cả nhà 14, 15 tháng 10 về dự lễ nghe cả nhà, về dự lễ 100 năm mới có một sự kiện một lần cả nhà ơi, đừng bỏ qua nhé. Đây thái tử cởi ngựa bạch để là tìm thầy học đạo. Rồi ngày mới buổi sáng ha, 13 tháng 10 Tài cũng đưa lên thông tin ngắn gọn để cho cả nhà mình nghe được thông tin về ngày đại lễ đó. Giờ các quan chức, ban đại diện, chức sắc chức việc, giáo sư giáo hữu tề tụ về trước tòa thánh để chuẩn bị làm lễ rước cúng ông. Đức Giáo Tông à, Đức Giáo Tông là đức quyền giáo chủ của đạo cầu đài tòa thánh Tây Ninh mình ở cái nhà. Đường đài này lại xin dừng tại đây nha, dừng tại đây. Không quên chúc cả nhà một lần nữa ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, an lạc bên gia đình người thân nha. Thôi Tài xin dừng video tại đây, cảm ơn cả nhà rất nhiều đã like và chia sẻ.